Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thay đổi tên máy tính trên Win 11 Ví dụ như đây Máy tính của tôi á Ban đầu nó có tên là kiến thức tin học Thì để xem tên của máy tính này Các bạn chúng ta sẽ tìm tới GPC Sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào Và chọn vào Property Đó Thì lúc này á Các bạn quan sát này Tên máy tính của tôi á Nằm phía trên Bên góc bên tay trái Ban đầu á nó có tên là kiến thức tin học Bây giờ tôi không thích là sử dụng cái tên này nữa Mà tôi muốn là đổi sang một cái tên khác Thì để đổi tên trên máy tính Win 11 á Thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây Rồi đầu tiên các bạn chúng ta sẽ vào thanh tìm kiếm này Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ nhập từ khóa là Control Đó khi các bạn chúng ta nhập từ khóa là Control Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện một chương trình có tên là Control Panel này. Ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào Control Panel. Rồi tiếp theo, ở mục là View By, các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là Category này. Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là User Account này. Rồi tiếp theo ở đây, các bạn chọn vào User Account. Sau đó đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là Change Your Account Name này tức là chúng ta sẽ tiến hành là thay đổi tên đó tên ban đầu của tôi là kiến thức tin học bây giờ tôi sẽ đổi tên thì tôi sẽ chọn vào change your account sau đó ở đây tôi sẽ nhập tên mới vào trong ô này đó bây giờ tôi sẽ nhập tên mới vào ví dụ như đây tôi sẽ nhập tên là trần xuân nam chẳng hạn đây, trần xuân nam không dấu nha hoặc là bạn có thể là nhập cái dấu tùy bạn sau khi nhập tên mới xong rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào change name này tức là thay đổi tên thì các bạn thấy lúc này á tên máy tính của tôi nó đã được thay đổi rồi bây giờ tôi sẽ thoát ra sau đó ở đây tôi sẽ bấm phải chuột vào biểu tượng CPC này rồi tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào property thì lúc này á các bạn chúng ta quan sát này tên máy tính của tôi nó đã được thay đổi này đó lưu ý nha nếu khi các bạn chúng ta thay đổi tên mà cách vừa rồi tôi hướng dẫn á mà vẫn không thay đổi tên ở đây á thì đây các bạn chúng ta sẽ tiến hành là khởi động lại máy tính nha hoặc là bạn có thể là bấm vào nút star này ở đây các bạn chúng ta sẽ thấy cái tên tài khoản này bây giờ các bạn chúng ta sẽ chọn vào và các bạn chúng ta sẽ chọn là SIGN out ra đó, nhớ nha các bạn chúng ta sẽ SIGN out tức là đăng xuất khỏi tài khoản tên cũ ra thì nó sẽ xuất hiện tên mới nha chọn vào SIGN out thì nó sẽ đăng xuất tên cũ ra và nó sẽ hiển thị tên mới nha đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách đổi tên trên máy tính sử dụng Windows 11 nếu thấy video hay hiểu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều khách cùng xem. Cảm ơn theo dõi.